nào đó, từ cái nhánh đực này nó sẽ chết, mà anh chừa lại anh để hoài á thì quay ngang bắt đầu nè, cái nhánh cái của anh nè nó nhỏ xíu à, vậy nó rút cái nhánh đực nó rút ra. Ừ. Mày vậy là mới mốt cắt rồi, giải phân rồi cắt hay sao? Giải phân rồi cắt. Cũng được nữa. Nè. Coi nè. Chỉ chẳng hạn nè, nhánh cái, nhánh cái, nhánh cái đúng không? Ừ. Mà anh tự nhiên lọt đây nhánh đực nè. Nhánh đực ở đây phiết nè. Ba cái phướng này nè. Trước hả? Nè. Bộ hổm anh kể trái là ba phướng nó quá trời luôn mới bộ hổm. Nhưng mà là cắt tỉa như em cắt hào hào thôi. Rồi canh canh á, trời nắng thiệt nắng á. Trời nắng cắt mới dám cắt đó. Ừ, chứ đâu có dám cắt chứ. Đừng có cắt vào buổi mà như vậy. Nè, nhánh cây này như cây này đúng không? Anh coi nè. Không có nào nên thân nào chứ nè. Nhánh này nhánh cái nè. Nè, đực nè. Nhìn lỗ nó phiết vô. Đực nè. Đó. Bên đây đực nó gì đó. Này đực nè, này đực nè. Đó, thấy không? Nhấp luôn. Đó. Được bây giờ nó, được nè. Nói chung á là không, giai đoạn thằng này bỏ lại đừng có cắt. Ừ. Chủ yếu là cắt mấy thằng này xương xương thôi. Ở dưới ha. Ừ. Rồi quay ngang bắt đầu nè, mình sẽ dưỡng lại mấy thằng tay lớn này nè. Ừ. Mấy những cái nè. Dưỡng lại nè cho nó lớn lên. Ừ. Rồi sao của tụi đó nay chơi mấy tỉa sao ha. Ừ. Đâu bạn Hiền? Còn đây nè. Con coi nè. Tí tí không mà thấy không? Ừ. Để cái này hoài là quay ngang nhánh không có những cái nè. Lỗ hệ thống ừ. Đó, 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 đó. Rồi ngưng rồi. Ngưng để làm gì cho nó đủ ở trên đây á, nuôi. Trên đây mình không cắt để cho nó nuôi cái cây của mình. Đấy. Cắt nhiều quá là cây mình suy à. Cũng sáng là coi 9 giờ nắng 9 giờ cắt được ha. Ừ, 9 giờ 10 giờ đó, cắt tới 3 giờ chiều nghỉ hay sao. Ừ. Cắt mẹ cái cọng dây đó đi nè, cắt canh lúc mà giai đoạn nắng thiệt nắng đó, quay ngang bắt đầu mình cắt rồi bắt đầu á. Khi mà dắt chiều là ngưng, không có cắt nữa. Tại vì khi mà mũ á, dít mũ này nè, nó có nó mà không khô cái á là cây của mình nó bị bệnh. Nó xì cây. Đó. Ba. Cái này à. Cái này nhánh cái nè. Nhánh cái này nè. Cố gắng nuôi trong vòng 5 tháng này cái nhánh cái này nó bự lên. Ừ, nửa sau này là mình để trái mà nhánh cái không. Để nó ít khi nó bị si cây của mình. Nhiều khi mình để trong thân thì cũng được đi, nhưng mà cái vấn đề để trong thân nó sẽ si cây. Đó, qua sửa cái này không ơi. Nhánh bữa nay vườn mít này nó cũng đỡ. Ừ. Anh dọn cái nữa anh nhìn thông thống không? Tại vì nói chung mà nông dân nó cũng yếu tiền chứ thật sự ra nếu mà 3 tháng giả 3 lần tháng vào mình biết hôm nay còn ghê nữa chứ phải vậy đâu. Rồi. Này thứ ra tới 4 lần tháng. Rồi mà đợt này anh xuông cái là phân lên quá lên rồi. Rồi mà nó lên ban hữu cơ đỡ đi chứ phải ba lên phải xài ba cái kia gãy cũng hỏng nữa rồi. Gãy hỏng. Ờ. Quá học quá trời. Quá học lên gì mà sắm xét luôn còn gì nữa. Ừ. Anh coi này nha. Quá học đúng không? Ừ. Đây cho tới cuối năm nữa đúng không? Còn lên một đợt lâm thằng nữa. Chết luôn. Thằng Trung Quốc nó đang ấy mà. Này như cây này lò tạm ổn rồi đó. Ừ. Vậy em biết rồi. Chẳng vừa rồi có một đợt hình như bị ngập nước. Nước dần hơi cao một chút đúng không? Có không? Không, kỹ lắm. Kỹ lắm. Tại vì cái khúc ngoài đây, bánh đá ngắn ngoài đây nó bị hơi chết nhiều nè. Không biết sao đó là em dở luôn nè. Này bụng là em dở không đó, ban đêm mà lỡ mưa ở nhà mà lớn mà nửa đêm cũng phải chạy vô đâu chứ. Kỹ dữ lắm. Con này xác mương rễ ăn tới mương rồi đó em ơi. Dở bọng không nó dựng ra rễ nó ra mương. Ra mương nè. Tại vì nó meo cái gì đó. Một số cái nhánh ở trong đây nó không chết nè đúng không? Nó không chết nè nhưng mà ngược lại nhánh ở khúc ngoài đây là nó bị chết hơn nhiều. Giống như nó thiếu dinh dưỡng ấy ha. Không có gì là anh trồng cặp cái mương quá trời. Nó meo cái gì đó. Meo quá. Ừ. Ừ, như đó. Nè. Tại đó không biết là lên clip với mình trồng nó không đúng kỹ thuật. Phải biết sớm mà chồng rồi không, mới lên mạng mà thấy nam này chứ phải biết sớm. Cái clip này hơi nhỏ nè anh ha. Clip này nhỏ có 3 thước qua thước mấy nè. Mà ông anh rể ông kêu lên vậy em cũng đâu biết đâu. Thì lên đại chồng đó. Mà chồng hồi đó chồng chệch chứ thật sự ra đừng có chồng chệch. Chồng mà nó ở bên đó em chồng em kéo lên có hơn nửa bầu mà nó đều rồi, gốc nó đều rồi. Còn bên đây gốc đâu có đều. Lên mau xương xương thôi khoảng chừng hơi hình thức chút xíu. Đúng rồi, hình thức chút xíu đúng rồi. Còn chồng ở dưới nó chậm lớn. Anh chồng cái bầu mít xuống mà cho nó hơn nửa bầu lụm mà. À.
rồi kinh nghiệm rồi sau này mình còn còn ở trên trồng cỡ ra cái ngàn cây trở kìa, sau này dưới đây mà em trồng trên là kinh nghiệm lại là ngon lành. Ừ. Kiểu này nữa bấm luôn trên còn đang mới lúa trên mới là con khúc rồi nó thằng đó lên đó hai góc đó đất. Ừ anh cắt coi vậy cắt cho đó rồi mốt trái ra cho đó. Trời ơi, nó ra trái quá trời nè ông để nè gầy nó đánh nè lá nè nó dũm hết trơn nè à rồi xanh nó bu vô ha này là gầy xanh nè biến dạng luôn đó đó gầy xanh nó đánh nè. Ừ. Này nhờ cây lớn rồi cây nhỏ là, ừ. Là hết lớn cây luôn cây đúng rồi đó cây, này, cây lớn bấm mấy cái này ha hợp lá được thì ừ. Lớn cây được cắt cắt con dây luôn này là nhờ là cái cây lớn đó cây lớn nhỏ rồi. Một cái là cây nó sẽ ốm liền đó nó đâu quan hợp được đâu mà lớn bên đây nha nhánh bên đây luôn ừ đục nó mò biết lỗ không trời biết chứ dịch bệnh đi sao bán sao dịch bệnh nó bán sao mấy thằng trời ở trong nhà không bây giờ chỗ nào cũng tùm lum ừ. Bà đã biết sao giờ thì bởi vì bây giờ mình đi một tỷ một xíu kỹ anh em mình là đứng phải xa xa ra qua cái này Nam ơi cái gì quá trời luôn một cái vườn mít này mà không có gậy đánh nha đẹp lắm ha ơi thùng thống luôn để gì đâu mà bà. Gậy đánh banh trần vàng lá chứ nhánh đó không nên thân gì luôn chắc qua tết trong phát xịt dịp giáp trước luôn chứ không cần cái ấy quá ta nắng mình mới bò sình được hả nắng bò sình lắm dễ ghê vậy nó ảnh đó mẹ vụ hoài chẳng tư nữa kìa bữa nay em cũng không có cười coi thử ừ. Gì à à thấy không nhấp nữa đó ít con đĩa nói chung khi mà cái con vịt sáp mà đeo á là bắt đầu cái bộ rễ của mình á từ từ nó sẽ bị hư vậy nè anh coi nè đó thúi rồi đó ừ nè thấy chưa nè nó đã cái dự chứng lúc đầu nó còn đeo nè đeo nè nhưng mà giai đoạn này á dù gì nó còn đỡ là do cái còn cái nhiệt độ gọi là mưa nó còn cái độ ẩm thì bây giờ cái giai đoạn này á mình khỏi cần xử lý vịt sáp cũng được nắng là trời. Ừ, nhưng mà khi mà nó lên một cái gọi là vô cái mùa nắng gắt luôn á là cái vườn này anh nhớ giùm em thì gan như năm ngoái vậy đó năm rồi. Xử lại cho em cái nữa rồi xong bỏ coi như anh xử được một một đầu đầu vụ mùa nắng đúng không xong rồi là anh bỏ luôn tớ luôn đó giáp năm luôn giáp năm luôn đó giáp năm chân lần ở rồi. Tại vì vịt sáp này á thường á đầu mùa nắng là cứ rút cử đi là anh cứ yên tâm rồi đó còn mà anh không rút đúng không tới giai đoạn mang trái đúng không trái anh sao không lớn bạn nó báo rồi nó báo vịt sáp tại vì vịt sáp đang hết trơn gây hại ba cái rễ này nè giữ người nè rễ cám hả anh coi cái rễ nè rễ cám đang hết trơn luôn nè thấy chưa rồi sao mà phát triển được nó kỹ kỹ lại tới nắng gắt lại bắt đầu làm lại thì qua có qua tết tháng giêng mà bụp mẹ nó thì ừ. Anh kêu là qua tết xong là chơi ừ. Được rồi qua tết là bụp được rồi đó hù rồi cái này năm mấy hả không đâu năm mấy bữa nay qua bữa nay thấy cái dòng mít không thấy ông ý thiệt vô đây em phát cỏ nó đẹp dữ lắm mà tại đó nay mất mần rồi rất sâu rồi này kia rồi lúa thóc đấy phán cái nhìn đẹp dữ lắm năm nay làm lúa là chết đấy nha nó tụt quần lỗ luôn thiệt năm nay em làm lúa là mà thì em còn khúc lúa chứ làm sao giờ đỡ lúa là chủ yếu là phân lạnh hả phân lạnh 16-8 16-8 DB rồi đó 15 UG DB ừ. Mấy cái đó, cũng đó chống mặt rồi đợt này lúa 7.000 kg chết luôn rồi bán 5.000 kg là ngựa đó lỗ đó nha lỗ đợt này mà 5.000 kg lỗ
lỗ trắng tay luôn á, 5.000 kg lỗ lỗ nặng à. Ừ, không có đường gỡ đó, lúa mà giá phẳng kiểu này là coi như là vô nào ai mưa vô xuống phân nội đây rồi đó, cắt tượng gọn lên em nha. Giả phân rồi cắt ha. Ừ, giả phân xong cắt phát cỏ hết đi, phát hết chứ đâu để em phát xong mới giả được đó. Phát cỏ xong rồi khoảng 2 ngày sau đồ để phân, cố gắng xịt ngày dưỡng đọt lại.